Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin chuyền bóng đá 5 phút ngày 6 tháng 11. Mình là Hoàng Spin. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay sẽ là một thông tin về một người con xa quê quay trở lại. Xavi chính thức quay trở lại Barcelona. Vâng, vậy là cuối cùng điều mà tất cả mọi người mong chờ đã xảy ra. Vào tối ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, câu lạc bộ An Sát đã đưa ra thông báo đó là Xavi sẽ được phép quay trở lại Barcelona. Trước đó thì cả hai bên Barcelona và An Sát đều đã có những cuộc đàm phán tích cực về thương vụ này. Như hình ảnh mà Xavi khóc nức nở chia tay An Sát cũng đã được đăng tải. Và tôi nghĩ rằng đó cũng chính là những giọt nước mắt khi mà anh chợt nhận ra khi anh đi thì vẫn còn đó Messi, Neymar, Suarez, Iniesta. Còn bây giờ khi mà anh quay trở lại thì sao? Chiến thần lèng lê ngự trị hàng thủ, Pique và De Jong đá tiền đạo cắm. Barcelona thì đang nợ chồng nợ chất 1,3 tỷ euro và xếp thứ 9 tại La Liga. Xavi đã khóc vì không nghĩ rằng Barcelona lại toang đến mức này. Van der Beek được khuyên đặt tên con theo huấn luyện viên Ole Solskjaer. What? Mới đây thì Van der Beek và bạn gái của mình đã thông báo một tin vui. Đó là gia đình nhỏ của anh chuẩn bị đón thêm một thành viên mới. Bức ảnh đăng trên Instagram, hai người cầm trên tay tấm ảnh siêu âm, kèm theo đoạn chú thích: vui mừng thông báo rằng chúng tôi đang mong chờ một đứa con nhỏ. Mọi chuyện sẽ là rất bình thường cho đến khi có một dòng bình luận. Đó là dòng bình luận của Andy Van der Meijer, một đồng đội cũ của Van der Beek. Anh đã bình luận rằng: chúc mừng cậu, đứa bé sẽ được đặt tên là Ole Gunnar chứ? Tao lại mày rồi. Vâng, quả là một bình luận đi vào lòng đất. Sau đó bình luận này đã nhận được 12.000 lượt thích và 1.000 lượt phản hồi. Rõ ràng đây chỉ là một câu trêu đùa thôi, nhưng mà không biết Van der Beek sẽ cảm thấy như thế nào. Đội tuyển Anh triệu tập, Lingard và Sancho bị loại. Danh sách triệu tập của tuyển Anh trong vòng loại World Cup sắp tới vừa được công bố. Huấn luyện viên cửa nam vẫn gọi những cái tên quen thuộc như là Harry Kane, Jack Grealish, Rashford, Sterling, Jordan Henderson, Mason Mount, Calvin Phillips, Kai Walker, John Stones, Luke Shaw. Harry Maguire dù đang có phong độ không tốt nhưng mà vẫn được tiền dùng. Thủ thành Ramsdale của Arsenal đang có phong độ cao cũng đã được triệu tập. Bên cạnh đó là nhiều sự vắng mặt đáng tiếc như là Emile Smith Rowe dù đang bay cao cùng pháo thủ nhưng mà không được gọi tên. Trippier, Greenwood cũng vắng mặt. Và đặc biệt phải kể đến hai cái tên đó là Jesse Lingard và Jadon Sancho. Có vẻ như là huấn luyện viên Southgate vẫn chưa tin vào yếu tố tâm linh nên là mới dám loại Lingard. Còn với Sancho thì tất nhiên rồi, bây giờ anh đã chuyển qua làm điệp viên thì còn triệu tập làm gì nữa. Anh đã sắm vai điệp viên 007, 7 trận, 0 bàn, 0 kiến tạo. Với phong độ tệ hại như này thì việc phải ở nhà xem TV cũng là điều hiển nhiên. Đi ăn trưa với đồng đội, Ronaldo bị cảnh sát ghé thăm. Mới đây, toàn đội Manchester tức đã rủ nhau đi đánh chén tại một nhà hàng. Chúng ta có thể thấy Pogba, Fred, McTominay, De Gea, Mata, CR7 đủ cả. Tuy nhiên, huấn luyện viên Ole Solskjaer lại không góp mặt. Không biết là do không được mời hay là bận vì lý do gì mà ông không đi. Đây được coi là một buổi xóa để gắn kết tình đồng đội sau quãng thời gian căng thẳng mà toàn đội vừa trải qua. Tuy nhiên khi mà ra về, Ronaldo đã gặp trục trặc khi mà xe của anh đã bị cảnh sát ghé thăm. Hóa ra là anh Ronaldo đỗ xe không đúng nơi quy định và bị viết phiếu phạt. Theo tờ The Sun thì mức phạt là 90 bảng Anh. Và như chúng ta được biết thì mức lương của CR7 bây giờ là 500.000 bảng Anh một tuần. Tức là tính ra thì nó gấp 11.111 lần số tiền phạt kia. Vậy nên các bạn cũng không phải lo là anh Rô gặp trục trặc gì lớn. Chứ phạt kiểu này, phạt anh Rô cả năm còn được. Muốn về Barca, Xavi phải bỏ tiền túi. Cứ tưởng như là thương vụ này sẽ diễn ra suôn sẻ. Khi mà Barca muốn có người, Xavi muốn về và An Sát cũng muốn bán. Nhưng mà mọi chuyện là không đơn giản như vậy. Đúng là Barca muốn có Xavi thật, nhưng mà họ lại muốn free mà không chịu trả mức giá là 5 triệu euro tiền phá vỡ hợp đồng. Như ở bản tin trước mình đã đưa tin, Barcelona đang trong tình cảnh kiệt quệ khi mà họ chỉ có được 20 triệu euro để mua sắm mùa đông. Trong đó thì mất 42 triệu euro để đền bù cho Koeman rồi. Thế là bây giờ còn mỗi 8 triệu euro. Vậy là trong một tình cảnh ngặt nghèo nhất, Xavi đã quyết định phải tự bỏ tiền túi để quay trở về. Cụ thể là trong 5 triệu euro kia, Barcelona sẽ bỏ ra 2,5 triệu euro. Số tiền còn lại là do Xavi tự chi trả. Tuy nhiên thì An Sát cũng không muốn tiền mặt của Xavi mà muốn anh đóng góp theo dạng là PR, phát triển hình ảnh cho câu lạc bộ. Thôi thì như vậy cũng đỡ cho chàng huấn luyện viên tội nghiệp Xavi đã chấp nhận quay trở lại để vực dậy Barca. Chưa biết là kết quả như thế nào mà đã phải tự bỏ tiền túi ra như thế này thì quả là đáng lòng. Đến đây thì bản tin chuyền bóng đá 5 phút ngày 6 tháng 11 cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ ấn like, share để kênh và giữ nút chuông để đón xem những bản tin hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn.